Ok, lại là mình đây, Đức Hoàng BK, Thế Giới BK Hà Nội. Xin chào toàn thể của anh chị em nhé. Hôm nay Đức sẽ lên cho anh chị em xem một chiếc Fortuner Sportivo máy xăng 2 cầu số tự động 2012 bên mình này. Nó màu trắng thì rất là xịn luôn. Đấy, còn rất là mới ạ. 2012 á, bản Sportivo nhá, 2 cầu máy xăng số tự động. Đời hơi sâu một chút, Udo 9,6 vạn. Đó, màu trắng này, còn rất là khá là mới luôn. Đấy, 2012 bản Sportivo nhá. Đó, 2 cầu. Mình sẽ vào xem qua về nội thất của chiếc xe nhé. Đây, trước tiên là về phần cốp xe này. Đây là về cốp xe này. Hai vẫn là hai hàng ghế gập lên, hàng ghế thứ ba gập lên, tạo cho xe một khoảng rộng rãi, thoải mái để cho hộ gia đình đi chơi chở đồ nhá. Rất là tiện lợi luôn, thoải mái mà sử dụng ạ. Tiếp đến là về phần cốp sau của xe. Đây là về phần cốp sau nhá, đã được trang bị này, một chủ cũ là bọc gỗ ở một số chi tiết rất là xịn luôn. Ghế màu nội thất màu kem còn khá là xịn ạ. Đây, như bọc gỗ này, như các bác thấy nhá. Mình sẽ vào trong xe ngồi thực tế cho mọi người xem hàng ghế trước luôn. Đây là về hàng ghế trước. Đấy, đã được bọc gỗ ở một số nội thất rồi. Còn rất là xịn, ghế cũng còn khá là căng nhá, cả kể cả ghế lái cũng như là ghế phụ nhá. Đó. Udo của nó là 9,6 vạn nha các bác. 9,6 vạn thì cũng khá là nhiều rồi. Nhưng mà đối với dòng 2010 thì cũng một chia ra một năm cũng đi được có gần 1 vạn thôi. Đấy. Ok. Thì về giá cả ấy, thì chiếc này bên Đức đang mong muốn với giá là 495 triệu nhá. Bên mình đang mong muốn với giá là 495 triệu. Mà anh em nào thiện chí mình sẽ giảm giá rất là sâu cho anh em để có xe đi lại luôn. Đấy. Hỗ trợ trả góp lên tận 70% giá trị của xe, cũng như là cam kết chất lượng xe không đâm đụng, thủy kích ngập nước không phạt nguội. Đấy, cam kết 100% trên giấy tờ. Nếu mà có sai sót bên mình sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm hết. Anh chị em nào quan tâm thì liên hệ trực tiếp qua số điện thoại của Đức là 0368 916 875, hoặc đến trực tiếp địa chỉ showroom là số 17 Phạm Hùng, Nam Từ Liêm, Hà Nội để trải nghiệm trực tiếp, đi thử xe để trải nghiệm biết kỹ hơn về những chi tiết chiếc xe này nhá. Và nhiều dòng xe khác bên Đức này còn rất là nhiều luôn. Đây là những người khách hàng đang xem xe nhá các bác. Đó, rất là đông ạ, rất là đông người đến xem xe bên Đức luôn. Đó là Vương Quốc Cầm Cao, Vương Quốc Cầm Cao này, Trung Thực Auto BK Hà Nội, nổi tiếng tại Hà Nội luôn. Đó, thì số điện thoại và địa chỉ Đức sẽ để ở cuối video cho mọi người tham khảo nhá. Anh chị em nào tham khảo thì cứ liên hệ trực tiếp qua Đức. Đấy, cuối cùng thì Đức chúc mọi người có một buổi chiều vui vẻ và thành công. Đấy. Mọi người cho em xin một lượt like, một lượt subscribe để em có động lực hơn, làm nhiều dòng xe hơn cho mọi người được không ạ? Em xin chân thành cảm ơn.